Tiếp theo là chung mục mỗi người một việc tốt. Thưa quý vị, văn hóa còn thì dân tộc còn. Gắn bó với văn hóa truyền thống không chỉ là tình yêu mà còn là trách nhiệm. Một nghệ nhân ưu tú ở xã Sơn Bùa, huyện Sơn Tây rất nhiệt tình truyền dạy cho thế hệ trẻ biết hát các làn điệu dân ca, biết chơi các loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc. Cùng gặp gỡ nghệ nhân ưu tú Đinh Thanh Sơn trong chung mục Mỗi người một việc tốt hôm nay. Văn hóa dân tộc là phải nói là phải giữ, không thể mà mất được. Nghệ nhân ưu tú Đinh Thanh Sơn ở thôn Nước Minh, xã Sơn Mùa. Ngôi nhà của ông thường có nhiều người lui tới để nghe và học cách tấu chiêng. Ông rất nhiệt tình và vui vẻ. Một vị nhất của người Ca Giang, cho nên là công chuyên là để dùng với các lễ hội, nhất là hội đám trầu thì họ thường là dùng nhiều nhất múa đám trầu, cho nên là người Ca Giang mới giữ lại truyền và giữ lại. Bộ chiêng của đồng bào Ca Giang có nhiều loại, có loại 3 chiếc, có loại 6 chiếc, có loại 12 chiếc. Đam mê tiếng chiêng của dân tộc mình nên từ nhỏ, ông Sơn đã nỗ lực học cách tấu chiêng từ người ông và người cha của mình. Lên tuổi 15, ông đã biết tấu chiêng thành thạo và là hạt nhân trong các lễ hội ở địa phương. Ngoài biết đánh chiêng, ông Sơn còn biết hát nhiều làn điệu dân ca, biết chơi và làm nhiều loại nhạc cụ của đồng bào Ca Dông. Ông luôn là người truyền lửa đam mê cho lớp trẻ. Khi nghe ông đánh đàn, con rất là thích, âm thanh rất là hay. Ông Sơn rất tích cực, làm nhạc cụ của dân tộc, bài gì cũng biết hết. Giống để mẹ truyền dạy cho công tác của mình sau đây. Mình không làm thì mai mốt thì nó mất. Không có nữa, bởi vì thời đại bây giờ thì mà các cháu học xong lớn lên là đi làm nơi nọ nơi kia, là họ không nghe những cái về truyền thống người trước, nên là mình có ghét, mình phải làm cái đời để mà giữ lại cái bản sắc. Công việc gia đình bận rộn, nhưng ông Sơn luôn thu xếp thời gian để tham gia truyền dạy các làn điệu dân ca, sử dụng các nhạc cụ truyền thống của đồng bào Ca Dông cho lớp trẻ. Ông rất nhiệt tình. 3 năm trước, năm 2019, ông Sơn được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú vì đã có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Hiện ông là phó chủ nhiệm câu lạc bộ bảo tồn văn hóa truyền thống của xã Sơn Mùa. Đây là câu lạc bộ bảo tồn văn hóa truyền thống đầu tiên ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Hàng tuần á, thì câu lạc bộ cũng tập trung để mà sinh hoạt, rồi cũng vui vẻ tập những các bài nhạc cụ. Huyện Sơn Tây đánh giá cao nghệ nhân Thanh Sơn trong thời gian qua đã có đóng góp rất lớn trong vấn đề là sưu tầm, bảo tồn các làn điệu hát của dân tộc Ca Dông, cũng như các nhạc cụ của dân tộc Ca Dông, đặc biệt là trong đó là chế tác cái đàn nước, là một cái đàn mà dùng sức nước để tác động vào các âm lộ để tạo ra cái âm thanh
mà mang đặc sắc là văn hóa của dân tộc Ca Giang. Việc duy trì, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống không phải là chuyện của ngày một, ngày hai. Nghệ nhân ưu tú Đinh Thanh Sơn vẫn đang tiếp tục nỗ lực và dành nhiều tâm huyết của mình để bản sắc văn hóa của đồng bào Ca Dông mãi được gìn giữ và trao truyền lại cho thế hệ con cháu.